Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, con kính thỉnh lễ sư cả Phật Niên. Dạ. À, thưa các vị, chúng ta tiếp tục bài học về về cảnh duyên. Thì tôi nhắc lại đó là cảnh duyên, tức là cái cảnh mà trong đó năng duyên tác động cho sở duyên bằng cách làm đối tượng cho sở duyên, là bằng cách làm cảnh cho sở duyên, thì cái tác động đó được gọi là tác động bằng bằng cảnh duyên. Thì có vì năng duyên á, làm cái đối tượng cho cảnh duyên, do vậy mà năng duyên là tất cả các pháp, bởi vì tất cả các pháp đều là cảnh cho tâm, kể cả niết bàn và giới định, là bởi vì niết bàn cũng là cái cảnh, cái cảnh cho tâm, đối với các cái tâm tiêu thế và một số trường hợp của tâm đại thiện. Và sở duyên á, tức là những cái pháp mà do nhận biết cảnh mà có và sanh lên. Do vậy đó, cái sở duyên của cái cảnh duyên này á, chỉ là tâm pháp thôi, bởi vì chỉ có tâm pháp mới nhận biết cảnh. Sắc pháp, niết bàn, giới định thì không có thể nhận biết cảnh. Cho nên về cái phần năng duyên và cái sở duyên á, ở trong cảnh duyên á, thì chúng ta cũng dễ nhớ. Dạ sư, cái cổng rào sửa được chưa không? Dạ. Cái cổng rào sửa. Dạ. Cái chi sư? Ừ, dạ. Dạ sư, sư tự nói, sư giảng tiếp đi sư. Dạ. Thưa các vị, có thấy được cái màn hình đúng không ạ? Dạ thưa thấy, thưa sư. Dạ hôm trước chúng ta học về ba cái khía cạnh đầu tiên của cảnh duyên được phân theo tâm đề thiện, tức là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên, rồi thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Thì hôm nay chúng ta tiếp cái phần các cái khía cạnh còn lại. Thì cái khía cạnh tiếp theo đó là ba khía cạnh đầu á, thì chúng ta lấy thiện á, làm năng duyên. Rồi cái phần thứ tư này á, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy á, thì chúng ta sẽ lấy pháp bất thiện làm năng duyên. Vậy thì trong ở trong cái phần thứ tư này á, ta có là bất thiện thì đó, thì cảnh nó cho con ấy, còn cây kia nó cho tao ghẹ cái gì đó là bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Về cái chi pháp của bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên á, thì ở đây chúng ta cũng có, thì cũng dễ. Bất thiện thì chúng ta lấy tất cả 12 tâm bất thiện, 12 cộng 27 sở hữu hợp, 27 sở hữu hợp và sở duyên thì cũng 12 cộng 27. Thì về cái ý nghĩa, cái bất thiện tạo cho bất thiện bằng lãnh duyên á, tức là khi mà một cái tâm bất thiện sanh lên, và cái tâm này
sở dĩ mà sanh lên được là do lấy cái cảnh, và cảnh cảnh đó là một cái cảnh bất thiện khác. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta có một cái chuyện phiền muộn nào đó, chuyện phiền muộn nó thuộc về bất thiện, thuộc về sân. Và khi mà nhớ lại cái chuyện phiền muộn đó, đó thì mình càng khiến cho mình cảm thấy là mình đau lòng, mình phiền muộn hơn. Thì cái buồn trước đó, cái buồn phiền trước đó, nó làm cái cảnh cho cái buồn phiền sau, hay là cái sân tâm trước đó, nó làm cảnh cho cái sân tâm sau sanh khởi. Thì trong trường hợp đó được gọi là cái bất thiện trợ cho cái bất thiện bằng cảnh duyên. Và ở đây cũng là cái trường hợp những cái trường hợp phổ biến thì chúng ta cũng thường thấy. Nên chúng ta ở đây chúng ta cũng không có chúng ta không có cái vấn đề gì đặc biệt để trình bày ở đây. Chỉ có sau này đó, có thể là do vì trong cái buổi học chúng tôi cũng cảnh tỉnh phân tích quá chi đi các vị. Nó khi thấy nó cũng hơi nhiều đó, tôi có lợi được bớt. Khi sau này các vị có thể chúng ta tự tin, cứ mỗi cái cảnh mỗi cái duyên như vậy đó thì chúng ta tự có thể phân tích theo cõi, chúng ta phân tích theo người. Chẳng hạn giống như là đơn cử ví dụ như là bất thiện đợi cho bất thiện bằng cảnh duyên, thì chúng ta biết rằng là cái sở duyên ở đây phải là tất cả các tâm. Do vậy cái việc đầu tiên khi mà chúng ta phân tích theo cõi đó thì chúng ta phải trừ cái cõi vô tượng, bởi vì cái cõi này không có tâm. Rồi ở đây vì là cái bất thiện á, cho nên là trước hết là chúng ta phải trừ bốn người đạo, đó là phân tích trong người. Thì khi mà nếu mà phân tích theo người thì việc đầu tiên là chúng ta trừ bốn người đạo trước, bởi vì người đạo chỉ có một cái sắc na tâm đạo thôi. Và trong sắc na tâm đạo đó thì tâm đạo đó vẫn là tâm thiện, và ở đây là bất thiện. Cho nên hãy người thì chúng ta đầu tiên chúng ta trừ một bốn người đạo, rồi kế đến là chúng ta trừ vị tứ quả, bởi vì cả ngày không còn phiền não. Thì tương tự như vậy đối với các cái cảnh còn lại. Nếu mà vị nào mà chúng ta nắm rõ người cõi đó thì mình cũng có thể mình tự mình phân tích cái việc này. Rồi cái trường hợp thứ năm ở trong cảnh duyên được chia theo tam đề thiện ấy, tức là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Ở trong cái phần nhân duyên á, là do vì giữa năng và sở đồng sanh với nhau, cho nên chúng ta không có cái trường hợp mà của thiện trợ cho bất thiện, hay ngược lại bất thiện trợ cho thiện. Nhưng mà đối với cảnh duyên, vì là không nhất thiết là phải đồng sanh, mà chỉ là cái năng duyên á, chỉ là cái đối tượng cho cái sở duyên thôi, và đối tượng đó thì hoàn toàn có thể là bất cứ một cái đối tượng nào tùy theo cái điều kiện tâm lý mà khi đó có thể có một cái tâm thiện hoặc là bất thiện sanh. Ví dụ giống như là với một người Phật tử đó, khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta nhìn kim thân Phật á, thì dễ dàng khởi cái thiện tâm. Nhưng mà những người không phải Phật tử thì cái kim thân Phật đó, đôi khi họ nhìn vào đó họ khởi lên cái bất thiện tâm. Như vậy đó thì cảnh đó nó giống nhau, nhưng mà nó tác động cho cái tâm lý mỗi người khác nhau. Và kể cả đó là cái cảnh thiện thì nó cũng có thể nó tác động cho bất thiện, và ngược lại đó là cái cảnh bất thiện đó, thì nó cũng có thể tác động cho thiện. Và cái điều này
một vị hành giả tu tập thiền quán đó thì vị đó thừa thấy rõ ràng thường xuyên cái trường hợp này. Trước hết đó, thì chúng ta lấy từ chi pháp đó, thì năng duyên đó, thì cũng là bởi vì đây là đang là bất thiện là năng duyên, cho nên bất thiện trợ cho bất thiện trợ cho thiện vân vân, thì tất cả đó là đều là hai năng duyên đó, thì cũng là năng cũng là 12 bất thiện và 27 sẽ phù hợp. Riêng về cái sở duyên á, thì trong trường hợp này á, sở duyên á, trong trường hợp này á, không có kể hết tất cả các cái tâm thiện được, là bởi vì chúng ta nhớ là cái tâm thiện á, nó có nhiều loại tâm thiện, trong đó thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Thì trong trường hợp này á, pháp thiện, pháp bất thiện mà trợ cho thiện bằng cảnh duyên ấy, thì không có thể trợ cho một số không có thể trợ cho cái tâm một cái tâm thiện, chẳng hạn giống như là thiện siêu thế thì hoàn toàn không có, bởi vì thiện siêu thế nó là lấy cảnh niết bàn chứ không có thể lấy cảnh lấy cái cảnh khác. Do đó đầu tiên là chúng ta loại suy ra thì cái thiện siêu thế thì chúng ta phải bỏ hẳn. Rồi kế đến là các cái tâm thiện vô sắc giới. Các cái tâm thiện vô sắc giới đó thì mỗi cái tâm thiện như vậy thì chúng ta nhớ rằng là tâm thiện vô sắc giới đó là có một cái đề mục riêng. Chẳng hạn giống như là cái tâm đầu tiên là không vô biên xứ. Rồi thức vô biên xứ thì thức vô biên xứ lấy cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng, tương tự như vậy phi tưởng xứ thì lấy cái vô sở hữu xứ. Rồi riêng về cái không vô biên xứ và vô sở hữu xứ đó thì chính là cái đối tượng là hư không và vô sở hữu. Do đó là chúng ta đã loại suy hai cái loại tâm thiện ở tầng cao là thiện siêu thế và thiện vô sắc. Như vậy còn lại đó thì chỉ có cái thiện dục giới và cái thiện sắc giới thôi. Và thiện sắc giới đó, thiện sắc giới tôi nói sau, lẽ ra thì nói đầu tiên, nói trước hai loại thiện kia, nhưng mà do vì cái thiện sắc giới đó là cái đề mục của thiện sắc giới nhiều. Cái đề mục của thiện sắc giới đó thì gồm có tất cả là 40 đề mục. Nhưng mà ở đây đó thì đại khái chúng ta nhớ rằng là trong 40 đề mục đó là không có đề mục nào lấy bất thiện làm cảnh hết, cho nên toàn bộ về cái tâm thiện sắc giới đó thì chúng ta cũng trừ ra. Trên cái phần này đó thì vị nào chúng ta đã học về 40 đề mục chỉ tỉnh ấy, thì chúng ta mới có thể chúng ta nắm được. Còn mà nếu mà mình không có, chúng ta chưa có tham khảo qua đó, thì các vị cứ nhớ đại khái là cứ mỗi cái tâm thiện sắc giới đó có một cái đề mục, hay nói cách khác có cái đối tượng, có cảnh khác nhau. Chẳng hạn giống như là đối với một người tu tập tứ vô lượng tâm đó, thì vị này lấy chúng sinh làm đối tượng. Rồi chẳng hạn giống như là một vị tu tập về 10 đề mục cách xí phá đó, thì vị nào tu tập cái đề mục nào thì vị đó sẽ lấy cái casino nó làm đối tượng. Cho nên ở đây là nói cái pháp thiện sở duyên trong trường hợp này thì chúng ta chỉ còn lại có 8 tâm đại thiện thôi. 8 tâm đại thiện dục giới. Chúng ta ghi trong đời chúng ta trình bày sau. 8 đại thiện. Tám đại thiện dục giới. Hai
chúng ta tâm thông và rồi 33 sẽ hữu hợp. Chúng ta trừ giới phần và vô lượng phần. Trước hết đó là về cái ý nghĩa tổng quát đó, là bất thiện trợ cho thiện, bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, tức là ví dụ giống như là đối với hành giả tu tập tứ niệm xứ, chẳng hạn giống như là tâm quán niệm xứ, và khi mà vị hành giả tu tập tâm quán niệm xứ như vậy đó, bằng cái chánh niệm, tức là bằng cái thiện, theo dõi cái dòng chảy tâm thức của mình, nghĩa là khi nào tâm như thế nào đó thì vị hành giả nhận biết cái tâm đó như vậy. Chẳng hạn giống như là tâm có tham thì nó biết rằng tâm có tham, tâm có sân thì nó biết rằng tâm có sân. Như vậy những cái phiền não nào mà đang hiện khởi trong cái tâm thức của vị hành giả khi đó, thì vị hành giả đó lấy cái phiền não đó làm cảnh để chánh niệm ghi nhận. Trong trường hợp này thì chúng ta nói rằng tất cả những cái phiền não đó là cảnh để cho cái tâm thiện sanh bằng cái cảnh duyên. Đó là trường hợp của cái tám đại thiện. Hoặc là còn trường hợp nó đến cái tâm thông á, cái tâm thông tức là cũng là cái tâm ngũ thiền, thì cái tâm ngũ thiền á, ở trong cái cảnh sẽ cái tâm thiện sắc giới thường, cái tâm thiện sắc giới thường á, thì lấy cái cảnh đề mục thiền định. Nhưng mà ở đây thì chúng ta không có lấy cái tâm ngũ thiền thiện sắc giới, mà chúng ta lấy cái tâm thông, là do vì trong cái trường hợp mà khi hiện thông thì vị chứng thông nó hoàn toàn bằng cái thần thông của mình, có thể biết được tâm bất thiện của chúng sinh khác. Trong trường hợp đó, vị đó biết cái tâm thiện của chúng sinh khác bằng cái tâm thông của mình, thì khi đó cái tâm bất thiện của chúng sinh khác là cảnh cho cái tâm thông. Trong trường hợp này gọi là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Bây giờ sẽ gì mà trừ cái vô lượng, cái giới phần và cái vô lượng phần á. Cái vô lượng phần thì chúng ta dễ hiểu rồi, cái vô lượng phần á, lấy chúng sinh làm đối tượng, mà chúng sinh á, thì là chúng sinh là cái cảnh chế định, bởi vì chúng sinh là một tập hợp của nhiều cái thành phần mà có, chứ không phải là một đơn vị, không phải là một cái đơn vị pháp chân đế. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái khái niệm chúng sinh là cái khái niệm đó là một cái khái niệm tục đế, chứ không có là thuộc về thiện hay là bất thiện. Cho nên chúng ta trừ giới phần, trừ vô lượng phần. Còn riêng cái giới phần á, cái giới phần á là khi mà chúng ta nói chung về các cái pháp thiện, chúng ta kể chung cái pháp bất thiện như cách mà Tạng Kinh cũng hay diễn đạt đó, thì có vẻ như là cái giới phần, đối tượng của giới phần thuộc về cái bất thiện. Chẳng hạn giống như là một người mà khởi lên cái tâm để kiêng tránh các cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, bằng cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì
khi mà chúng ta nói đến cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn đó, thì dễ được xếp vào cái loại pháp bất thiện. Bởi vì trước hết nó là pháp tà, nên chúng ta dễ ghép vào cái pháp bất thiện. Nhưng mà chúng ta học vi diệu pháp ở đây á, là do vì vi diệu pháp đó được phân tích theo cái đơn vị cuối cùng của các pháp. Cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, nó không phải là một đơn vị pháp chân đế, mà cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chúng ta lấy một trong các tà nghiệp thì ra. Chúng ta ví dụ chẳng hạn giống như là tà ngữ đó, đó là một cái lời nói thuộc về khẩu cái ác nghiệp, mà lời nói đó là phải được biểu hiện qua cái khẩu biểu tri. Rồi tà nghiệp, tà mạn là phải được biểu hiện qua cái thân biểu tri. Như vậy đó, thì cái bản thân tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn á, nó phải được cái lời nói đó thứ nhất á, là phải nói bằng cái do cái tâm bất thiện sai sử, và phải được biểu hiện qua lời nói gọi là khẩu biểu tri, hay là thân biểu tri đối với cái tà nghiệp tà mạn. Do vậy tính về cái chi pháp đó, thì cái giới phần này đó không được kể vào trong cái thiện, mà cũng không được cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn này nó không được kể vào trong cái pháp bất thiện. Nó khác với cái phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạn. Tại sao mà cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn không được kể vào bất thiện, trong khi đó đó cái giới phần lại được kể vào trong cái pháp thiện? Ở đây là bởi vì cái giới phần á, nó không cần phải có cái biểu hiện nào hết cũng được gọi là giới phần, cũng được gọi là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạn. Chẳng hạn giống như là một người đó, họ quyết tâm giữ gìn không phạm vào các khẩu nghiệp, thì cái sự quyết tâm đó nó không phải cần phải biểu hiện qua cái thân biểu tri, không cần phải biểu hiện qua cái khẩu biểu tri. Nhưng mà khi mà một người mà phạm vào cái khẩu nghiệp đó, thì cái khẩu nghiệp đó phải được biểu hiện qua cái khẩu biểu tri, mà cái khẩu biểu tri nó thuộc về sắc pháp. Rồi cái ý nghĩa thứ hai của cái chánh ngữ, của cái giới phần á, là ngoài cái khả năng ngăn á, thì cái khả năng trừ của giới phần ở trong cái siêu thế đó, thì cái giới phần ở đây nó còn ở một cái mức độ cao hơn, tức là giới phần đó là một cái đặc tính đối lập với cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn. Cho nên cái về cái đặc tính đó nó không cần phải được biểu hiện qua thân và khẩu. Nó giống như là một cái vật liệu mà nó chống cháy, thì dù có lửa hay không có lửa đó, thì bản chất vật liệu đó nó vẫn chống cháy. Một vật liệu mà nó không có thấm nước, thì dù có nước hay không có nước đó, thì tự thân của nó thì vẫn là không thấm nước. Thì cái đặc tính của giới phần, cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên là cái giới phần đó được để vào trong cái thiện được, nhưng mà cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thì không có được để vào trong cái pháp bất thiện. Và chính vì không phải là được kể vào trong cái pháp bất thiện đó, cho nên cái đối tượng được gọi là bất thiện mà trợ cho thiện thì không có kể giới phần. Là bởi vì khi mà kể giới phần thì đối tượng của giới phần nó phải là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn, mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn phải trừ ra, cho nên là cũng phải trừ giới phần.
Rồi chúng ta học tới cái phần thứ sáu, tức là phần thứ sáu tức là bất thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Thì từ trên xuống dưới đó, thì chúng ta dễ nhớ, chúng ta phân theo tâm đề thiện, gồm có thiện, bất thiện và vô ký. Thì đó, trong cái phần cảnh duyên này đó, thì đầu tiên đó, là năng duyên đó, là chúng ta lấy cái phần thiện trước. Chúng ta phải lấy phần thiện đối với ba cái khía cạnh của tam đề thiện, tức là thiện đối với thiện đối với bất thiện, là thiện đối với vô ký. Rồi ba phần tiếp theo đó, thì chúng ta lấy cái bất thiện làm năng duyên. Thì bất thiện làm năng duyên đó, thì cũng đối với ba khía cạnh của tam đề thiện, tức là bất thiện đối với bất thiện đối với thiện và bất thiện đối với vô ký. Như vậy cái phần thứ sáu đó là bất thiện trợ cho cái pháp bất thiện trợ cho vô ký là bằng cảnh duyên. Thì về cái chi pháp đó thì chúng ta có cũng cái năng duyên á, chúng ta không có năng duyên là 12 bất thiện cộng 27 sở hữu hợp. Chúng ta học cái xong cái phần này thì chúng ta cũng muốn nên ở cái sở duyên á, bởi vì đây là cái tâm, đây là cái sở duyên. Ở đây chúng ta lấy tất cả các cái pháp vô ký, mà cái pháp vô ký nào mà được lấy cái cảnh vô ký nào mà lấy cái bất thiện á, làm cảnh, thì cái tâm vô ký trong trường hợp này thì chúng ta chỉ theo cái dòng lộ trình tâm á, thì chúng ta chỉ có lấy được những các cái tâm khi mà làm việc năng cảnh thôi, tức là 11 cái tâm năng cảnh. 11 cái tâm năng cảnh, dĩ nhiên năng cảnh ở đây là năng cảnh trong trường hợp mà cái động lực thuộc về cái động lực bất thiện. Rồi chúng ta lấy các cái tâm tố của vị A La Hán. Dạ. Tố dục giới của vị A La Hán. Rồi cũng cùng với các cái sở hữu hợp là 33 sở hữu hợp. Bởi vì cái phần tố này á, thì chúng ta cũng hiểu nó giống như là trường hợp của cái phần nó cũng giống như là cái phần năng và sở ở trên, là do vì cái tố và cái tố sắc giới và cái tố vô sắc giới thì cũng có cái đối tượng là các cái đề mục thiền định riêng biệt cho từng cái đề mục. Rồi rồi đối với tôi xin lỗi các vị, anh đây nó còn thiếu rồi cái tâm thông của vị, cái tâm thông tố của vị A La Hán, các vị chúng ta tâm thông tố. Như vậy thì cái trường hợp mà cái bất thiện mà trợ cho vô ký này nó, thì cái vô ký đó thì chúng ta cũng tính giống như là cái trường hợp của bất thiện trợ cho thiện, là cái tâm mà cái tâm vô ký mà có thể nhận biết cái cảnh bất thiện đó, là cái tâm vô ký này thì chúng ta hầu hết là chúng ta lấy cái tâm của vị A La Hán là cái tâm tố, là bởi vì cái bản chất của tâm tố đó, thì cách làm việc của tâm tố nó gần giống như là cái tâm thiện của chúng sinh phạm vô hay thánh hữu học.
mà chẳng qua vì cái tâm tốt này là không có tạo ra cái quả, tức là không có để lại cái quả thiện như là cái tâm thiện thôi. Cho nên chứ như là cái tám cái đại thiện á, thì chúng ta có tương đương ở vị A La Hán là cái tám đại tốt. Thì trong trường hợp này chúng ta được hiểu nó giống như là cái trường hợp của cái phần trên tám đại thiện dục giới trên. Thì ở đây chúng ta lấy cái tối dục giới của vị A La Hán thì cũng tương tự như vậy, là cũng trường giới phần và vô lượng phần. Và chúng ta cũng không có lấy tối sắc giới và vô sắc giới, bởi vì tối vô sắc giới và sắc giới đó thì nó cũng giống như là trường hợp của thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Nghĩa là các cái tâm này có cái đối tượng thiền chứng riêng biệt, chứ không có, nó không có giống như là cái tâm dục giới mà cái cảnh nào cũng có thể bắt được. Chỉ ở đây chúng ta chỉ có riêng cái tâm thông tốt, cái tâm này vốn là cái tâm ngũ thiền. Nhưng mà ở trong cái tâm ngũ thiền, trong trường hợp mà hiện thông á, thì gọi là cái tâm thông tốt. Thì giống như là trường hợp trên, chúng ta một vị chứng thiền định, và vị này chính là vị A-la-hán, tức là ngài không còn dùng cái tâm thiện nữa, mà ngài dùng lòng tâm tốt, ngài nhận biết cái tâm bất thiện của chúng sinh khác. Thì trong trường hợp đó được gọi là bất thiện trợ cho vô ký là bằng cảnh duyên. Tôi dừng lại giây lát để cho các vị Phật tử nào chúng ta có cái câu hỏi lắm. Thật ra khi mà hướng dẫn cái phần duyên này thì tôi cũng thật sự là cũng có hơi do dự, là bởi vì cũng ít khi mà ở các lớp ở chùa là dạy cái thành viên, do vì cái điều kiện Phật tử học viên học hơi khó, bởi vì các vị phải bận rộn cái công việc ở ngoài nhiều á, và cũng không có thời gian nhiều như là thời gian tu học nhiều giống như là chư tăng. Cho nên là khi mà cái lớp duyên này dạy cho các Phật tử thì tôi có hỏi về sư Trí Tịnh, để các vị học viên trong lớp này, các vị có muốn theo đuổi cái lớp dài này hay không, tại vì phần duy nhận hơi dài á. Dạ, cho con kính bạch thầy. Dạ. Dạ, con xin phép đảnh lễ thầy. Con xin phép thầy cho con thưa hỏi một câu hỏi. Dạ. Bất thiện trợ cho bất kỳ bằng cảnh duyên, như vậy là thì cái sở duyên là có tâm tổ dục giới, như vậy là có tám tâm tổ cộng với ba tâm của khai ngũ mộ, cải mộ và cái sinh tiểu là một tâm. Cái tối dục giới đó thì ta lấy thêm cái nha, chúng ta lấy cái thêm cái tâm ứng cúng vi tiếu nữa không? Dạ. Dạ. Tức là một cộng tâm rồi. Dạ ông giám mì. Thì bạn, nhưng mà ở trong đây có cái khai ngũ mộ gì, khai ý mộ gì vi tiếu? Dạ, lấy luôn cái vi tiếu luôn cô. Dạ. Cái vi tiếu và cái vô ký dạ. Nhưng mà có cái khai ngũ môn, có lấy khai ngũ môn được. Dạ, khai ngũ môn dạ không. Khai ngũ môn thì bắt lấy cái cảnh bắt lấy cái cảnh ngủ. Dạ, như vậy là phải dạ. Trừ cái khai ngũ môn ra. Dạ, dạ, trừ khai ngũ môn, khai ngũ môn lấy cảnh ngủ. Dạ, thì tôi kinh năng thị. Dạ. Thì thật ra cái vi pháp này nó không khó, nhưng mà do vì hơi chi ly á, cho nên là mà nếu mà bị học viên nào mà chúng ta không có nắm rõ cái từng cái chi pháp đó, đôi khi chúng ta khó tính. Chứ còn nếu mà vị nào mà chúng ta nắm rõ các cái chi pháp rồi đó, thì chúng ta cũng dễ tính, cũng không khó khăn. Nhất là thí dụ giống như là học về cái phần phần cảnh duyên đó, thì chúng ta biết rằng là cái tâm nào đó
có mắc cái cảnh nào đó thì chúng ta cũng có thể tỉnh được. Thưa sư, sư cho con hỏi một câu. Dạ. Dạ, con muốn hỏi về tâm tố trong cái trường hợp mà sư mới nói. Theo con hiểu thì cái cảnh duyên tức là nó phải là một cái, nó làm cái cảnh để cho cái gì nó xảy ra. Thì con thì con hiểu là cái, nhưng mà cái cách nghĩa của sư nói là tâm thông, tức là mình đã có tâm thông rồi mình mới thấy được những cái cảnh bất thiện. Thì con chưa có hiểu rõ cái đó, con tưởng là cái cảnh bất thiện nó phải làm một cái cảnh để cho cái tâm thông nó xảy ra. Ra con có thể con... Dạ cô thắc mắc cái này hay cô. Đầu tiên á là cái tâm thông á do cái khả năng của cái thiền, của ngũ thiền mà có. Nhưng mà một cái tâm á nó không có thể nào mà nó, cái thời gian cô nhớ rằng là cái tâm sanh diệt rất là nhanh. Dạ. Cho nên á là không phải là cái tâm thông đầu tiên á, mà cái tâm thông do cái thiền, từ cái thiền cơ mà vì đó xuất thiền cơ, mà vì đó có cái tâm thông á, thì từ đó về sau đó, cái tâm thông, cái tâm diệt đi nó sanh lên nó, thì nó phải bắt cái cảnh khác. Dạ. Dạ. Tức là tâm thông đầu tiên thì không có tính vô trong, không có tính nó là cảnh. Dạ không có được, cái tâm thông đầu tiên thì nó lấy cái cảnh của cái đối tượng của cái cảnh của thiền ngũ, của ngũ thiền. Dạ dạ, thì con muốn nói cho dạ, rõ để con hiểu cho đúng. Dạ, dạ. Rồi những dạ, cái tâm thông sao? Các cái tâm thông sao? Dạ. Dạ, con kính cảm ơn sư. Rồi, nhưng đó là cái chuyện, đó là cái khía cạnh chi ly mà cô hỏi đó cô. Ở đây, con suy tí tỉnh, không có trong phòng. Thì ở đây tôi cũng muốn lấy ý kiến chung của các vị học viên á. Nếu mà chúng ta dạ, có... dạ, thưa sư. Dạ. Dạ, nếu mà các chúng ta học được cái phần duy này và thấy học được á, thì chúng ta vẫn tiếp tục cái lớp duy này. Dạ. Còn trong trường hợp mà các vị học viên thấy hơi khó hay nhiều á, thì cũng có thể là mình, chúng ta để cái phần duy này cái phần sau là học để lại cái phần nào đó cũng vi phạm, nó tùy sự tùy tình các vị học viên. Dạ, thưa sư, theo thấy sư, dạ, là sư cứ dạy đại cương tiếp tục dạy tiếp cho quý vị làm quen đi. Dạ. Rồi sau này có cơ hội thì các vị, dĩ nhiên vi diệu pháp mà đâu có thể học một lần được. Dạ. Cái này phải học nhiều lần lắm. Dạ. Dạ. Cho nên bây giờ nếu mà vị tiếp xúc, vị có một cái lần nào đó có một cái khái niệm căn bản đó, thì sau này các vị cũng có thể dễ dàng học hơn. Dạ. Dạ dạ. À, cái phần sau đó nếu mà các vị học viên nào mà thấy rằng là cái chỗ ngồi của mình nó không có ổn mà có thể mở cái web không được thì chúng ta cứ mở, bởi vì tôi cũng muốn theo dõi cái sự tiếp thu bài bài của các vị á. Chứ nếu mà dạ đúng sư, dạ đúng, tôi chẳng bài trên cái màn hình đen như vậy mà tôi cũng không biết rằng là các vị có lắm bài được không. Thật ra nhiều khi tôi làm như là cái trách nhiệm giống như là cái máy như vậy thì yeah. Không biết rằng là các vị có học được hay không, nhưng mà trong có những cái câu hỏi của các vị học viên thì yeah, nhờ cái câu hỏi đó tôi mới biết rằng là các vị có thể lắm bài được và có những vị học rất là tốt. Yeah. Rồi. Nhưng mà sư đa số là từng thấy những cái lớp học khác người ta đều mở video, nhưng mà chỉ riêng cái lớp và dạ, chỉ riêng cái lớp mình ở đây hình như cái Phật tử sợ nhìn thấy cái mặt. Dạ yeah, không biết lý do tại sao mà các vị không muốn thấy mặt. Dạ yeah. Chứ còn nếu mà các vị giúp mà các vị để cho được nhìn thấy hết thì rất đỡ. Dạ yeah. Tại vì khi mà mình giảng bài mình nhìn thấy mặt không biết là người ta có lắng nghe không. Còn nếu trong lúc mình giảng bài mà không nghe rồi người ta đi, người ta nấu cơm hay là người ta đi làm móng tay, móng chân hay là người ta đi giặt đồ quần áo mà đâu biết được. Dạ, cho nên nếu mà lần sau lớp học, các vị khi mình học thì mình phải tìm chỗ ngồi nghiêm túc.
rồi sau đó các vị quan hỷ giúp giùm cho Chư Tăng mở cái webcam lên, thì Chư Tăng quan hỷ vô cùng. Dạ. Thì các vị giúp giùm Chư Tăng đi, coi như là Chư Tăng làm việc như thì cũng quý vị cũng đâu có xin tiền vị gì đâu, cho nên vị giúp mấy cái vấn đề này cho chị làm là do vì bởi tôi cần muốn cái phản hồi từ các vị để xem các vị có thể học được hay không đó. Dạ. Dạ. À, các vị biết là ngay cả tại chùa Xử Lý Sài Gòn này nó là như là tôi cũng không có đứng lớp để dạy cái phần duyên này nữa, tại do vì tôi thấy cái phần này nó khó, cũng không có mấy phật tử học viên học nên là tôi cũng không có dạy. Sư biết đó là tỉnh có một lớp học của bên gia đình phật tử xem. Dạ. Là tất cả mọi người vô trong đó là họ đều bắt buộc phải mở camera hết, không có được quyền tắt camera. Ở đây nó thì dạ. Thì tôi nghĩ là do vì có lẽ khi có những vị học viên cái chỗ ngồi của mình ở trong nhà nó không có tiện để mở. Dạ. Dạ thì cũng là tùy thôi, nhưng mà đối với vị nào nếu bảo đảm rằng là cái nơi mình ngồi nó không có tiếng ồn ào. Dạ. Dạ không tiếng ồn ào, bởi vì nó quan trọng, bởi vì nếu mà anh mở cái microphone mà xung quanh ồn quá thì cũng không được. Thì ở cái chỗ thì tiện thì các vị cứ tự nhiên mở, còn không thì cũng tùy các vị thôi. Dạ. 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 Rồi như vậy là bữa nay kết thúc buổi học ở đây, học ở đây hết xin. Dạ dạ, học ngay một ngày. Thì đây về sau đó thì tôi sẽ cái phần duyên này tôi sẽ trình bày chậm chậm mà ngắn lại, rồi dạ. Cũng dành thời gian cho các vị có câu hỏi. Dạ. Dạ. Con dạ, kính bạch sư ạ. Dạ, dạ. Dạ. Xin chúc các vị đang vui. Chúng ta chấm kính bạch sư ạ. Dạ, dạ. Dạ. Kính chào. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, dạ, chào các vị. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Thì đang dạ, con kính tri ân sư. Vui nhân điệp. Bahana sabaycha yoho tu. Xin kính chúc mà kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni một đêm vô lượng cát tường, một ngày an lạc nha. Kính sa tu. Chào các bạn.